luận nam hay nữ, nếu cơ thể xuất hiện hai đau, một nhiều, cần lập tức đi khám để phòng ung thư ruột. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trên kênh An Tâm Sống Khỏe. Quý vị thân mến, có lẽ đối với những người hâm mộ âm nhạc Việt thì đây đều là những hình ảnh vô cùng đáng nhớ và xúc động của cố nghệ sĩ Trần Lập đã mãi mãi ra đi bởi căn bệnh ung thư đại trực tràng, để lại biết bao sự định giang dở, bỏ cả gia đình và những người yêu thương. Nhìn vào bảng thống kê này, quý vị có thể thấy rất rõ ràng ung thư đại trực tràng đang tăng dần qua các năm và có xu hướng trẻ hóa. Nguyên nhân chính nằm ở việc chúng ta đã không chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày một cách lành mạnh và khoa học. Các chuyên gia ung thư cho rằng, việc phát hiện sớm các dấu hiệu ung thư đại trực tràng là chìa khóa quan trọng nhất để cứu bệnh nhân, cơ hội lên đến 90%, giảm chi phí điều trị và nhiều lợi ích khác. Mặc dù tương đối khó nhận biết, nhưng nếu quan sát kỹ, bạn vẫn có thể tự phát hiện được dấu hiệu ung thư đại trực tràng ngay tại nhà mà không cần tốn tiền, công sức và chi phí thực hiện nhiều xét nghiệm. Những triệu chứng trong video ngày hôm nay chính là dấu hiệu cảnh báo bệnh sớm chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Nếu cơ thể con người xuất hiện hai đau, một nhiều dưới đây thì cần ngay lập tức đi khám để được tư vấn kịp thời. Triệu chứng thứ nhất, đau bụng. Đau bụng thường là hiện tượng rất thường gặp trong cuộc sống, bởi vậy nên có rất nhiều người chủ quan khi bị đau bụng. Rất nhiều người, đặc biệt là những người có chức năng tiêu hóa kém, chỉ cần một chút vấn đề nhỏ trong ăn uống có thể dẫn đến đau bụng, thậm chí là tiêu chảy. Nhưng nếu tình trạng đau bụng dai dẳng và luôn có cảm giác muốn đi ngoài nhưng lại không thể đi được, lúc này rất có thể đường ruột đã chuyển sang giai đoạn ung thư. Khi khối u mở rộng hơn, nó sẽ từ những cơn đau không rõ ràng, ban đầu chuyển sang đau âm ỉ, thậm chí là đau quặn bụng. Bởi vậy nên chúng ta không nên bỏ qua những cơn đau bụng, cần lắng nghe cơ thể để đi khám và kiểm tra kịp thời. Thứ hai, đau hậu môn. Dấu hiệu này rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh trĩ, trực tràng ở sát với hậu môn. Nếu trực tràng bị ung thư thì thường sẽ gây đau hậu môn. Trường hợp này rất nhiều người cho rằng đây là bệnh trĩ. Nếu bạn không thể chuẩn đoán chính xác thì nên đến bệnh viện để các bác sĩ thăm khám cho bạn. Ngoài ra, đại tiện kèm máu đỏ tươi, nhỏ giọt, phủ lên phân cũng là một dấu hiệu thường gặp. Ở một số trường hợp giai đoạn cuối, bệnh nhân còn thấy hậu môn bị sa trực tràng xuống, toàn thân gầy đi, số lần đại tiện tăng lên, khi táo bón, khi tiêu chảy. Đây là triệu chứng phổ biến của căn bệnh, song nó không đồng nghĩa mọi trường hợp phân có máu đều do mắc ung thư đại tràng. Nếu mắc bệnh khác như trĩ, nứt hậu môn, bạn cũng có thể gặp hiện tượng trên. Cần phân biệt đại tiện ra máu do trĩ, thường là máu tươi, còn bệnh nhân ung thư trực tràng thường xuất huyết dưới dạng máu lẫn với nhầy. Vì máu chảy ở niêm mạc vùng ung thư có thể bị viêm nên tiết nhầy. Thứ ba, đại tiện nhiều hơn. Ung thư ruột giai đoạn sớm dễ dẫn đến hiện tượng nhu động ruột bất thường. Phổ biến nhất là số lần đi đại tiện đột nhiên tăng lên, thường xuyên tiêu chảy, có thể táo bón hoặc thậm chí là tiêu chảy và táo bón đan xen nhau. Lúc này bạn nhất định phải cảnh giác vì khi ung thư ruột ác hóa sẽ gây nên hiện tượng này. Thưa quý vị, mỗi năm trên thế giới có khoảng 8,2 triệu người chết vì ung thư. Ở Việt Nam, con số này là 115.000 người, trung bình cứ mỗi ngày có 315 người chết. Xếp trong top 2 của bản đồ ung thư thế giới, chính chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ung thư. Những thói quen tốt sẽ giúp chúng ta tránh xa bệnh tật. Ngược lại, duy trì những thói quen xấu chẳng khác nào bạn đang tự đầu độc bản thân của mình. Nguyên nhân gây ra ung thư đại tràng là gì? Ung thư ruột là việc gia tăng không kiểm soát của tế bào trong đường ruột. Nó thường được hình thành từ một polyp đường ruột. Nếu không được phát hiện kịp thời, polyp này có thể phát triển, tăng kích thước, gây tổn thương lớp niêm mạc và lớp mô xung quanh, dẫn đến nhiễm trùng máu hoặc chuyển sang giai đoạn ung thư. Những năm gần đây, số người mắc bệnh ung thư ruột đang tăng lên đáng kể. Điều này có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống và lối sống sinh hoạt thường ngày. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, sau khi ăn cơm, nếu không vận động hoặc vận động quá ít sẽ khiến thành ruột nhu động chậm, làm kéo dài thời gian dừng của các chất độc trong đường ruột, dẫn đến nguy cơ ung thư ruột. Ngoài ra, những người làm việc phải ngồi nhiều còn dẫn đến khả năng suy giảm miễn dịch, khả năng điều tiết trong đường ruột thất thường, làm tổn thương đến đường ruột. Thứ nhất, ăn ít thịt. Ăn thịt là tốt cho cơ thể, nhưng nếu ăn quá nhiều thì đây chính là một thói quen gây ung thư cần bỏ ngay. Thịt ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa trong đường ruột, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Nếu chúng ta ăn quá nhiều thịt và ăn quá ít rau, cơ thể sẽ thiếu chất xơ, dẫn đến táo bón. Những người bị táo bón trong một khoảng thời gian dài khiến cơ thể khó đào thải các chất độc tố, tích lũy lâu, dẫn đến ung thư. Thứ hai, ăn ít đồ nướng. Các món ăn nướng trên quầy hàng ven đường chắc chắn được mọi người yêu thích,
Tuy nhiên, nếu thịt nướng ăn nhiều cũng làm tăng nguy cơ ung thư, bởi vì thịt rất giàu protein, rất dễ tạo ra các chất gây ung thư như benzopyrene và amin dị vòng sau khi nướng trực tiếp ở nhiệt độ cao. Thường xuyên ăn những thực phẩm như vậy không chỉ dễ gây ung thư đường ruột mà còn gây ung thư gan, ung thư thực quản. Vì vậy nên điều chỉnh thực đơn hàng ngày thật khoa học và không nên ăn quá nhiều những món nướng. Thứ ba, ăn ít đồ cay nóng. Đồ cay nóng luôn là thực phẩm được bác sĩ khuyến cáo không nên ăn quá nhiều vì chúng có thể ảnh hưởng rất xấu tới đường ruột. Tuy nhiên, đồ cay nóng cũng là một món khoái khẩu với rất nhiều người. Khi ăn nhiều đồ ăn cay, hàm lượng các chất có hại như nitrit và acid oxalic sẽ không ngừng tăng lên, làm tăng nguy cơ ung thư. Chuyên gia cảnh báo, đồ cay nóng, đặc biệt là lẩu không nên ăn quá nhiều, rất dễ kích thích ruột, tăng gánh nặng cho ruột, gây tiêu chảy và thậm chí là ung thư ruột. Vậy là chúng ta đã biết được 3 ít, vậy còn 3 kiên trì là gì quý vị nhỉ? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, kiên trì uống nước. Có vẻ như khó tin rằng chỉ một việc đơn giản là uống nhiều nước có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh. Nước làm loãng bớt và làm tăng tốc độ loại bỏ những chất độc, chất gây ung thư ra khỏi cơ thể. Mất nước cũng ảnh hưởng tới hoạt động của các enzyme cần thiết trong cơ chế loại bỏ chất độc và trong hệ miễn dịch của cơ thể. Thứ hai, kiên trì tập thể dục. Không thường xuyên tập thể dục và ngồi trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột. Những người không tập thể dục thường xuyên có nguy cơ mắc ung thư ruột tăng đáng kể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tập thể dục thường xuyên sẽ giảm 16% nguy cơ mắc bệnh đường ruột và giảm 30% nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác. Cụ thể, chạy có thể làm giảm tới 31% khả năng phát triển của ung thư ruột kết của con người. Chạy bộ từ 10 đến 15 phút mỗi ngày cũng có thể giúp hệ thống tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Thứ ba, kiên trì khám sức khỏe định kỳ. Hầu hết bệnh ung thư ruột khi được phát hiện đã ở giai đoạn tiến triển, bệnh nhân đã bỏ lỡ cơ hội điều trị. Do đó cần phải chú ý đến việc kiểm tra đường ruột. Một khi cảm nhận được những bất thường trong sức khỏe, cần đến gặp bác sĩ để được kiểm tra càng sớm càng tốt. Có một sự thật cần phải thừa nhận rằng ung thư đang di căn như chính thói quen của chúng ta vậy. Hiện nay số người bị ung thư cứ ngày một tăng lên. Nay khỏe mạnh, mai đi khám bệnh, nhận được chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối không còn là một câu chuyện quá đỗi xa lạ. Vì thế, luôn cố gắng duy trì một lối sống lành mạnh để hạn chế tối đa nguy cơ mắc phải căn bệnh này quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.